Xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị sẽ được cùng theo chân với Ngân Anh đến với Rayton Casino and Resort tại thành phố Turner Park. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2016 vào lúc 11 giờ sáng thì chắc có lẽ là không khí tại Rayton Casino and Resort sẽ thật là vui hơn bao giờ hết, bởi vì rất là đông những bạn bè thân hữu, những quý đồng hương và rất là nhiều khách hàng đã từ những thành phố lân cận đã tụ họp về đây ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho buổi lễ Grand Opening của Rayton Casino and Resort. Tất cả quý vị có thể cùng với gia đình, người thân và bạn bè của mình đến với Rayton Casino and Resort và chúng ta sẽ cùng được hưởng những dịch vụ cao cấp nhất, ví dụ như là phòng spa, phòng nghỉ dưỡng, phòng hội họp, các trò chơi game và những món ăn rất là đặc sắc, phong phú, cùng với sự phục vụ rất là ân cần. Ngân Anh xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dõi theo một vài hình ảnh xem là ngày hôm nay tại Rayton Casino and Resort sẽ vui như thế nào quý vị nhé. So what Grayton has been doing is actually make it very Asian friendly, like, you know, for the environment. We're celebrating a lot of Asian holidays. We're inviting a lot of Asian entertainments to come into the conference space to perform for the Asian markets. Property's beautiful. The expansion was done wonders for the whole casino. Yes, I recommend everybody to come here. Thank you for the opportunity, and we hope that we have made your suffering in life worthwhile, and that now we can move forward, all of us, Indian and non-Indian alike, in this community to create a home that's based on social justice and care for the environment, what it always was for our ancestors, and if we're going to make it in the future, it must be for us. Thank you and welcome, everybody. Craig, thanks so much. Mr. Chairman, one, two, three. There we go. We look forward to you staying with us at Grayton Resort and Casino. Coming this fall. Quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân Ngân Anh đến với Rayton Casino and Resort với 6 tầng lầu, hơn 200 phòng và có khoảng là 16 phòng đặc biệt. Thì quý vị có thể nhận thấy được những không gian phòng đặc biệt này, chúng ta sẽ có một không gian view rất là đẹp cùng với phòng ngủ.
được trang trí đặc biệt hơn và không gian phòng khách cũng rộng rãi hơn, có những chỗ chơi ví dụ như cho gia đình và đông đúc những người thân của quý vị. Thì thường thì Grayton đều có những cái promotion hầu như là hàng tháng, có khi chúng tiền mặt và hầu như là tháng nào cũng vậy đều có cái promotion để mà chúng share. Ví dụ như trong tháng này đó thì ngoài cái vấn đề mà giải tiền mặt ra còn có giải chúng độc đắc là một cái xe Mercedes C300. Hiện tại bây giờ thì kể từ lúc thành lập đến bây giờ thì mỗi lúc Grayton càng lúc càng phát triển và cộng đồng Việt Nam càng lúc càng đến để mà vui chơi tại Grayton Resort. Welcome to Grayton Resort and Casino. Certainly to all of our Asian guests, both from China, from Vietnam, from all across the Asian community, welcome now yet again to Grayton Resort and Casino. The hotel is now open. The casino is what we've had for 3+ years. Now it has one more exciting dimension, and that is lodging. We can take care of you overnight, take care of all your hotel needs. Welcome. Có lẽ dường như là khuôn viên tại Grayton Casino and Resort tại thành phố Ronald Park quá là sang trọng và rộng lớn, cho nên ngày hôm nay Ngân Anh không thể nào một lúc tường trình đến những hình ảnh này cho tất cả quý vị được. Thì thay vào đó thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng với gia đình, bạn bè và người thân của mình đến với Grayton Casino and Resort tại thành phố Ronald Park quý vị nhé. Và chúng ta hàng tháng sẽ được nhận những cái promotion hay là có rất nhiều món quà đặc biệt từ phía bên ban giám đốc. Ngân Anh xin chúc cho quý vị là đến đây sẽ được có những giờ phút vui chơi thật là đầy ý nghĩa, thư giãn và đặc biệt là đem những món quà thật lớn về nhà. Ngân Anh tường trình thành phố Ronald Park xin kính chào tất cả quý vị. Ngân Anh xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin hứa hẹn là sẽ mang đến cho quý vị nhiều màu sắc hơn nữa.